Chào ngày mới, Khang Audio Bình Dương kính chúc các sư phụ, các sư huynh cùng các hiền đệ ngày mới tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như xem những cái video của mình, cũng như đang nghiên cứu để chuẩn bị lựa chọn những sản phẩm tốt của mình. Lời đầu vẫn cho mình gửi lời tới những đồng chí đã gọi điện, cũng như nhắn tin, cũng như đặt hàng của mình. Thì mình nhắc lại là video nào cũng nhắc lại là mong các đồng chí cho mình một cơ số thời gian để mình sẽ phúc đáp tất cả mọi người. Đấy. Thì mình cứ phải xen kẽ vừa âm ly lại vừa đài. Tại vì bữa hôm trước có một thượng đế coi như là mua âm ly thì lại bảo tôi là người mua âm ly thì tôi không phải là thượng đế à. Sao mà lại toàn lên đài? Thế nên là bởi vậy là mình cứ lên xen kẽ vừa đài vừa âm ly vừa đài nha. Đấy. Thì cái công việc cái tình hình nó là như vậy, thì các đồng chí có cái gì đó thì cứ vui vẻ nha, vui vẻ đợi một số thời gian nữa là cái sản phẩm mình yêu thích sẽ về với lại các đồng chí nha. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Hôm nay không nhầm thì là ngày đầu tháng nhỉ. Ngày mùng 1, ngày mùng 1 tháng 9. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Đấy. Thì coi như thế là giới thiệu tới các đồng chí một sản phẩm ngon bổ rẻ. Thế nhưng lại hoạt động tốt tất cả các chức năng. Tức là từ đĩa, mà đĩa ấy mắt nó còn rất chi là tốt, tức là khi mà nó mà đọc lên rồi cho phép đập như thế này nhá, cho phép như này đấy, cho phép như thế này, không vấp bài đấy, mắt nó phải như thế. Chứ còn ví dụ đầy những cái con đài mà ví dụ chưa cần vỗ này nhá, chỉ cần mở cái volume này, tức là mở cái âm lượng nó to lên là nó gây rung động là nó đã bị vấp bài rồi. Con này mở vặn tẹt lên không bao giờ có cái chuyện vấp bài, vỗ vào nó còn chả vấp chứ chưa nói chuyện là gì. Tất nhiên là vỗ mạnh quá thì nó sẽ vấp, nó không được như đầu ô tô ấy. Thế nhưng mà vỗ bình thường như thế này là không hề suy nghĩ gì cả nha. Đấy là riêng về cái phần đĩa, phần băng cassette. Đấy, phần băng cassette thì cái loại này nó lại cái cửa băng này nó thiết kế dẻo ghê rồi. À, nó phất phát luôn. Đấy, Sanier đấy, Sanier, thương hiệu Sanier là của Nhật đấy nha. Còn đài này không biết có sản xuất ở Nhật hay không thì mình không biết. Đấy, lát nữa xem ở đằng sau xem nó có cái tem mác gì không nhá. Đấy, radio của nó thì không biết là nãy mình thử cũng quên mất, nhưng mà FM là bắt tốt lắm, nên còn AM này mình nãy mình chưa thử, mình chưa biết được. Nhưng mà thông thường ấy là ta nghe đài radio thì ta chỉ nghe bằng sóng FM đấy, đúng không ạ? Đấy. Thì nếu mà dò cái dò sóng ấy, thì nó là hiển thị cái tần số ở đây này. Đấy, dò thì vẫn dò tay này nhá. Đấy, dò tay ở cái chỗ này. Đấy, dò tay. Thế nhưng mà nó lại báo tần số là chỗ này nhá. Đấy. Thì ngoại hình con này thì nói chung là còn mới đẹp phết nhá. Đấy. Đấy. Lưới này là vẫn zin của nó đấy chứ không phải sơn lại đâu. Đấy, xung quanh này nhá. Đấy. Đây là mặt trên của nó đây. Cái đài này nặng nghe phết. Đài này nặng nghe phết. Đài này mua vài năm nữa ha. Vài năm nữa nó mà hỏng bán đông nát, đông nát cũng mua liền. Thế nó nặng lắm. Đấy. Gọi đông nát vào, đông nát hỏi trước tiên là cứ có nặng không. Nếu nhẹ bỏ đi luôn. Nhưng mà nặng là kiểu gì cũng lân lè đây này. Rất nặng. Đài nội địa. Nhưng mà đài này chạy điện 220V nhá. Đài này. Đài này nó phải nặng tầm 6 cân 6 7 cân đi. Nặng lắm, xách bã tay. Nó sợ 7 cân đi nha. Con đài này phải nặng tầm 6 7 cân, có khi hơn đi. Tại vì nặng lắm. Có khi hơn đi nhá. Rất chi là nặng, nên là cái con đài này mà đồng chí nào mà múc thì cũng không nên than vãn về cái vấn đề nó nặng quá nha. Đấy thì đã thông báo trước rồi. À, cái nút này nó đang bị
Nhưng cái này thì đơn giản thôi, cái này chỉ có 1 phút 30 giây là xong phim rồi nhá, không có cái gì cả. Đấy. Tổng thể thì nói chung là nó như thế này. Đây. Con đài này nó có ngõ đường là AUX vào đây này. Tức là có thể cắm điện thoại vào đây để nghe nhá. Có thể cắm điện thoại vào đây để nghe. Đấy, ngoài ngoài chức năng là nghe CD, nghe cassette, nghe radio, lại còn thêm cắm cái điện thoại vào đây nữa nhá. Thế là con này nó chẳng còn cái tính năng gì, nó không chạy cả. Đấy. Đây. Đấy. Tuy nhiên là cái anten này thì đương nhiên rồi, mai mình sẽ thay cho cái anten khác. Chứ lại để cái anten này vào đây mất cảm tình quá, đúng không ạ? Đài người ta đang chuẩn chạy hoạt động tốt tất cả các chức năng mà ai để cái anten như này bao giờ, đúng không? Đấy, nhưng mà mình mua thì nó có thế thôi. Mai sẽ thay cái anten mới khác vào. Đấy. Này. Nó là con đường audio LR, là con đường hình video này, không biết là đường vào hay đường ra. Đây là con đường để hát karaoke mic 1, mic 2 này nha. Đấy. Đây là cửa pin để nãy ra xem nào. Này. Đây. Đấy. Cửa pin. Đấy. Xem ở bên dưới này có để sản xuất ở đâu nhá. Nặng lắm. Tay xa nhiều đây này. Ôi giờ đây này, Osaka Japan đây này. Đây này. Đúng không ạ? Đấy, Osaka Japan LTD này. Bắt đầu là từ đầu là Sanio Electronic Co. Co LTD Osaka Japan. Này. Tay nó hơi rung. Ai dựng thế thôi, đúng không? Rồi sẽ có đến lúc mắt mờ trân trọng. Tai điếc, nên là bây giờ tai chưa điếc là phải tranh thủ mua để nghe luôn, nhưng mà vào đã tai điếc rồi không nghe được nữa nha. Thì xin thưa với các đồng chí, cái con đài Sanio nó rất nặng như thế này, nặng khoảng 6-7 kg như thế này ấy, mà nó chạy tốt tất cả các chức năng nha, chạy tốt tất cả các chức năng từ radio cho đến băng cassette cho đến đĩa cho đến đường lái in ấy. Thì coi như thế là mùng 1 sớm mai coi như thế là mình cung cấp với một cái mức giá coi như thế là không thể rẻ hơn được nữa, một con đài chạy hoàn hảo như thế này nha. 330.000 đồng, 30.000 tiền thùng xốp, chỉ còn có 300.000 cái con đài chạy hoạt động tốt tất cả các chức năng từ đĩa cho tới băng cassette cho tới radio cho tới đường lái in, đúng không ạ? Đấy thì không thể rẻ hơn được nữa. Nhưng còn ví dụ như những con đài 200 hoặc là con đài 108 thì nó chỉ có nói được radio thôi. Đấy. Con này thêm có 120.000 nữa thôi, nó chạy được cả cassette, chạy được cả đĩa, lại có cả đường là AUX nhá. Đấy thì các đồng chí cứ nghiên cứu. Đấy, mình cắm điện cho các đồng chí xem. À đây, có sẵn đây rồi. Nãy cắm điện, nãy cắm vào để nghe đĩa đấy. Đây này. Giờ không mở tiếng được nha. Giờ coi như thế này. Đấy, 13 bài đây này. Nha. Đấy, đĩa này. Đấy. Bỏ vào nha. Bây giờ bỏ vào là nó nhận bài ngay như thế này. Từ từ nó sẽ nhận bài. Nãy mở thử nghe rồi, sướng phết nha. Đấy, nhận bài rồi này nha. Đấy. Thì quá nhiều đồng chí bỏ, ví dụ những cái con đài như thế này thì nó giá nó rẻ như thế, thì coi như thế là mình lấy cái mắt CD ra để mình thay vào những con đài đắt nha. Nhưng mà mình chẳng làm cái trò đấy. Đài đắt như đài rẻ, đài đắt mà đĩa nó hỏng mắt phát thì thôi, cho tịt luôn phần đĩa, không có động về vào cái phần đấy cả. Thế còn cái đài, kể cả cái đài rẻ như thế này mà mắt của nó còn tốt, nó chạy để nguyên nhá, mình không hơi đầu mà làm cái trò này nó cũng chẳng khá được, chẳng đổi đời được nhá. Bây giờ chuyển sang radio cho các đồng chí xem này, nó hiển thị tần số ở đây nhá. Đây này, đây có công tắc này. Đấy, tap ra. Đấy, chuyển đây là chuyển hết về radio này. Đây này. Mình chỉnh do sóng ở trên này, thế nhưng ở đây nó hiển thị tần số nha này.
có hơi lóe đây đấy, sau khi nhìn rõ không? Mày nhìn thấy nó hơi lóe lóe đây đấy, 95,5 nha. Đây mình dò trên này, đây, dò dò trên này đấy, 102,7 này, 2,8,7 này đấy nha. Thế nó lại hay đây này, dò tận bên trên này nhá, nhưng ở dưới này này đồng hồ này nó hiển thị tần số này đấy. Con này bắt đầu từ 87 nhá, từ 87 mà lên tới 108 Hz, tức là từ 87 Hz ấy, cho tới 108 MHz này đấy, 10 đấy, 108 chưa, đúng 108 nhá, đây đấy 108. Thôi thì cũng muộn lắm rồi, tôi xin phép dừng clip đây để đi ngủ. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.